Rồi, xin chào tất cả anh em, chào tất cả mọi người nha. Giờ này cũng tối, giờ mình lên clip mình bán một số dụng cụ đồ nghề cho anh em nha. Rồi, anh em nào cảm thấy phù hợp trong những bộ dụng cụ này thì hãy alo mình nha. Số điện thoại mình là 0966899730. Rồi, những ai chưa đăng ký kênh cũng đăng ký kênh ủng hộ nha, để mình tìm nhiều mặt hàng hơn về phục vụ tất cả anh em nha. Nói chung cũng rồi đam mê của mình cũng thích tìm những đồ hàng bãi này để tìm hiểu về những cái dụng cụ bên người ta nó như thế nào, cái công nghệ người ta nó rất hiện đại. Nói chung vài năm nay mình cũng người Việt Nam mình mới tiếp xúc với những dụng cụ này thôi, chứ nếu không có những dụng cụ này thì mình xài những cái hàng Trung Quốc, hàng tào lao á, gặp những mặt hàng từ ngày buôn bán những mặt hàng này mình cũng rất đam mê, nên mình mới dành chút thời gian mình đi tìm hàng về mình bán này. Nói chung cũng bán trên mạng xã hội, chủ yếu mình bán trên YouTube này, cho nên càng ngày nó cũng có càng nhiều rắc rối lắm mọi người. Nói chung anh em nào trong nghề này, anh em thì đã biết rồi ha. Những anh em mua hàng tại nhà thì nói chung thì nó, những người mua hàng là những người rất như nó mình nói thẳng lên là như là rất sướng luôn, chỉ ở nhà và chỉ xem và gọi và mua thôi, mình khỏi phải tốn xăng đổ xăng đi tìm hàng, khỏi mất thời gian. Nói chung đỡ, nó mới sinh ra những cái nghề, những cái anh thợ, những anh đi tìm hàng bãi về phục vụ cho tất cả mọi người. Rồi thì mình mua hàng chủ yếu là mình xem kỹ giùm rồi hãy đưa ra quyết định chốt hàng nha. Tất cả những sản phẩm hôm nay mình bán cũng như mọi lần, ai chuyển khoản được thì vẫn cứ chuyển khoản, mình sẽ đưa ra những mức giá cho anh em nào có điều kiện chuyển khoản nha. Còn như anh em nào không có điều kiện chuyển khoản thì mình vẫn ship COD bình thường nha. Rồi mình vô bán hàng cho mọi người nha. Bộ đầu tiên mình bán cho anh em là 4 cây tu vít. Cây tu vít nhất là cây tu vít dấu trời nha. Rồi mình giới thiệu từng cây luôn nha. Dài nó khoảng 9 phân mấy cái mũi nha. Tổng chiều dài nó 18 hơn. Cây này ở ngoài cầm rất im nha anh em. Đây, máy ra băng luôn nha. Hai là cây tu vít đóng dấu trừ, cũng là dấu trừ này, cho mình đóng nhẹ thôi nha, chứ không phải mình đóng những trong dụng cụ nặng tay nha anh em. Mũi vít dài 10, tổng chiều dài 20. Ba là cây tu vít dấu cộng đầu BH1, cái đầu nó dùng 17 nó xét thôi nha, chứ không phải là nó không sử dụng được hay là nó hư đâu, nó tè hay gì đâu nha, cái này là không có luôn. Tu vít này có thằng hô san nha. Đây, tổng chỉ dài hơn 2 mấy, cái mũi còn dài 17 nha anh em. Cây thứ tư là cây Vessel, nhìn nó hơi cũ nha thôi chứ chưa sử dụng nha. Tổng chiều dài 14 mấy nè, mũi dài 7 phân mấy. Vessel nha. Bốn cây này mình báo giá 150. Ai chuyển khoản thêm mình 10.000 là trọn gói 160 nha. Bộ số 2 là cây vít dài 3 tấc mấy này mình bán nhiều ha. Cây thứ hai là một cây tu vít dẹp, là tu vít đóng luôn nha. Kích thước nó dài 28 hơn, mũi dài 15. Đây, cây này là bự nha anh em. Trên đây nó có cái hiệu mà nó nhìn nó mờ quá, ban đêm nên mình không lấy nét nổi. Đây, cái mũi còn y thinh luôn nha anh em.
chú vịt trống này rất có giá trị nha. Rồi tiếp tục là cây Vessel dấu cộng này, chắc BH3 này nha. Này nó hơi cũ, mũi dài 15 nha anh em, cái cán nó 10 phân rất đẹp nha. Mình báo giá 240 cái bộ số 2 nha. Rồi chuyển khoản thì thêm 10.000 trọn gói 250. Rồi tiếp theo bộ số 3 là một bộ vít hoa thị. Trong đây nó có tại 2, 4, 6, 7 mũi hoa thị và 3 mũi BH1, BH2, BH3 nha. Bộ nó ngoài bãi về nó thiếu, nó như thế này nè, nó thiếu vậy. Nhưng mà mình lấy cái mũi của mình đắp vô cho nó đủ nha, mũi BH2. Cái mũi nó thiếu mũi BH2. Cái này là nó hơi cũ do nó dục mình nè, nhưng mà nó vẫn chưa sử dụng đâu nghe anh em. Đây máy in ra băng luôn nha. Để đại ra mấy cái này cho nó in vô không, tất cả nó in máy in ra băng hết nghe anh em. Rồi cái bộ mua vít này báo giá 100.000, quá rẻ của Anet nha. Đi hình vậy luôn nè, nhìn nó hơi cũ chút. Đây nè, nó mới quen rỉ nha anh em. Đó, anh em xem kỹ, mình quay cận cảnh luôn nha. T15, T10 rồi đầy đủ hết nha. 100.000, quá rẻ. Anh em kết hợp cái nào mình ship luôn lần nha. Chỉ mua linh tinh này giá trị nó cũng rất nhỏ luôn, tăng trăm mấy. Tiếp theo mình có 3 bộ búa. Ba bộ búa này cần luôn cho anh em xem đừng tay ha. Này dài 30, nó cũng như nhau thôi, một cái búa nhổ đinh. Chưa sử dụng đâu nha, do về mình không có thời gian mình đánh đi xét ra, chứ đi xét ra anh em nhìn rất mới luôn. Này nhưng có sử dụng lướt, cái đầu búa gọi y sinh này anh em. Thằng này nó 2,5 lần. Rồi cái búa, cái đầu búa tròn nha. Để nó nghe thôi. Rồi tiếp tục nha anh em. Cặp búa này mình bán với giá 150.000, chưa phí ship. Hai cây này chắc nó như nhau thôi. Rồi con 2,4, 2 cây 4,8, một cặp 150, chưa phí ship nha anh em. Búa thì có 3 cặp, mình để búa thì đây là cặp số 1 nha, búa nhổ đinh. Cặp thứ hai là cũng là một cây búa tròn, đầu tròn này nha, con này đẹp nè. Búa này rất chất lượng nha, gõ xuống đã luôn á. Là một cây búa, một đầu tròn, một đầu một đầu tròn, một đầu dẹp. Lấy bãi về anh em, mình cây này mình chưa vệ sinh, đánh bóng ra nó cũng sẽ như thế này thôi. Búa nội địa Nhật nha. Để ở đây mình nhìn đây nó mất tem hết rồi. Những cái búa hình như nó có dán tem giấy nhưng mà cũ rồi nó không có nha. Anh em coi cái đầu búa nha. Bấm đánh bóng lục, đánh bóng lại rất rất mới nha. Con này gần 3 lạng. Cái này gần 3 lạng này nha. Cái này có 2,3. 2,2. Cây này 5 lạng hơn. Trong lúc nào của mình quay clip cũng có người gọi hết. Rồi mỗi cặp 150, cặp số 2 chưa phí ship. Này nửa ký thì anh em mua cặp búa thì mình 10.000 nữa ha, là mình bao ship luôn.
Rồi cặp búa thứ ba cũng y như cặp búa thứ nhất rồi. Thứ hai. Đúng rồi, nhưng mà nó hơi khác khác tí, làm như nó khác hiệu. Thằng này làm nó là nó tròn tròn mập mập hơn. Anh em xem cái đầu búa nha. Mình chưa vệ sinh chứ mình đánh cước cho là thôi, mới khỏi chê luôn nha. Nhưng mình để nguyên bản về mình bán luôn. Nên đánh cước sơ thôi là nó như thế này nè anh em. Cái này thì chắc cũng y như vậy. Cái cán nó dài hơn chút. Dài 33 tổng thể. Hai cây này 5,5 lạng. Bán đồng giá hết nha, có 3 bộ. Rồi anh em này nói là bộ 1 2 3 là mình sẽ biết nha. Đó, 3 bộ. Tiếp tục mình bán có 3 cây kìm. Thôi giờ bán lẻ luôn. Cây kìm cắt mình báo giá 100.000 nha anh em. Kìm rất đẹp. Mình đánh cước nó bay cái hiệu mất tiêu rồi. Đây nó còn được mấy cái mã ký hiệu thôi. Có lỗ cước dây điện nha. Có hai lỗ cước dây điện, một ở trong một ngoài. Đây cắt rất tốt nha. Cắt cái điện khỏi chơi luôn. Nó có lỗ cước dây điện này nha. Đây, rồi con này rất chất lượng luôn. 100.000. Cây kìm cắt. Đây là cây kìm Mary. Xem cận cảnh luôn nha. Cái thước thằng này nó 19 nha. Cũng như nhau thôi. Con này còn rất đẹp nha. Để cho anh em xem cái thân này. Đó. Rất đẹp nha. Đó, kìm mình rất chất lượng luôn. Không có rơi gì đâu nghe anh em. Rồi 150. Bao ship. Chuyển khoản mới bao ship nha. Thôi 140 đi. Đó. Cắt rất ngọt nha. Tức dây điện nè. 140 nha. Hai cây như nhau. Này cũng như vậy thôi. Cũng như nhau này nè, rất đẹp luôn, răng cỏ này, răng cỏ như nít mới lớn luôn nha, răng đều nè. Đây nè, cho mấy cái đầu răng ngoài anh em để mình kẹp ốc, mình dặn ốc luôn, mấy cái này còn tốt hết, quá đẹp cho cây kìm này, 140 một cây nha, chưa phí ship, rồi, cái này hôm nay cắt rất sướng tay. 140, anh em nào mua cặp thì 140, 250 bao ship luôn nha, chuyển khoản với bao ship nha. Tiếp tục một cây cộng lực 120 NKK nè nha. Đây, rất sát, không mẻ luôn. Cá nó dơ như đống rác mới lượm về nha anh em. Mình không có rảnh làm những chuyện đó. 120 một cây. Máy ra băng nha. Rồi bột số 7 mình bán cho anh em là một cặp gồm một cây kìm bắp cót 350 hai cây nè. Để em giới thiệu cây trước em. Đây cót này hơi nhỏ nha anh em. Tổng chiều dài nó chắc khoảng 27 hơn, gần 28. Tấm hai lỗ cót nhỏ nha, hơi chuyên dụng chút. Cây này còn rất tốt, xài biết chừng nào hư luôn nha. Cây thứ hai là một cây này cũng hay rất lạ nè. Y như trong đống ve chai mới lượm về. Đây, nhổ đinh luôn. Đây nhổ khui gì đủ thứ món. Đây để kẹp cho mình kẹp đồ, rồi có búa luôn.
cây này rất hay, lâu lâu cũng có một vài món lạ. Nó còn mới, nó chưa sử dụng luôn anh em, là nó quăng ra bãi nè. Đây nè, còn ra vô tốt nó không có rít. Đây, cây này cũng rất hay nè. Cây này về đem để nhà xài chơi cũng có lý lắm anh em. Đủ thứ đồ chơi luôn, nhổ đinh, búa, cạp luôn, đủ đồ chơi luôn. 350 một cặp này nghe, chưa phí ship. Hai con này khoảng chắc cả tí à. 8 lạng nha. 350 chưa phí ship. Quên, còn bộ búa này nữa. Bộ búa bi, một búa bi và một búa tròn. Cũng giống như cây búa nãy giờ mình đã giới thiệu đó. Cây búa bi này nha. Rất đẹp. Nó chưa sử dụng đâu mà nó xét thôi. Không biết có sử dụng không, như sao đầu búa nhìn rất đẹp nha. Không mẻ, không gì đâu nha. Còn viết tên của nó, ghi cái tên mã số gì trong đây luôn nha. Cái cán này nó không được đẹp, làm như nó tét, nó dán lại nha anh em. Chung cán thì mình thay rất dễ dàng ha. Con này vẫn được cả ký á. Ủa, con này hơn 5,5 lạng. Tổng cái hai cây này là khoảng 8,6 lạng, 8,5 lạng. Hai cây này mình bán với giá là 230.000 nha. 230. Chưa phí ship hết nha anh em. Ship nói chung trong đây những cái món này thôi, anh em cứ thêm, nếu ai có điều kiện chuyển khoản thêm mình 10.000 mình sẽ bao ship luôn. Chơi luôn. Cái búa này cũng cái búa bi này, cái này 6 lạng. Cái này mình bán cho ông chú cũng ở quê mình. Đây, không biết cho chú có xem thì cho chú xem luôn. Cái cán nó là 3 tấc. Đầu búa này rất chắc luôn. Chưa sử dụng thì phải. Đây, 29. Tin cái tiếng Nhật trên đây luôn nha. Con này 6 lạng chứ cân rồi. Rồi mình bán cho chú là 150. 150 giá này xài cũng được thôi chứ không có gì đâu. Rồi, có nhiêu đó. Tới đây có gì nữa không? Còn cái búa này thì mình bán cho anh thợ hàng rồi. Trong đây thì cũng còn mấy cái đầu linh tinh này thôi, để bữa khác mình bán. Mấy cây kìm này thì mình còn một cây Lotter Made in China chứ không phải Made in Japan nha anh em. Để mình mua, mai mua dụng cụ khuôn về mình in Made in China bán cho nó dễ. Để Made in Japan mà nó lộn xộn. Còn một cây duy nhất 250 chuyển khoản bao ship luôn. Chơi luôn cho hết cho rồi. Để nó đây cũng ngứa mắt, nó làm những cái chuyện không vui đến mọi anh em mọi người. Thôi hết rồi nha, cũng còn gì bán. Coi, còn cũng còn món hay món chứ. Mình bán cây này em chả biết để sửa gì mà sao nó làm dài thiệt. Cận thử coi, đúng 1 ký nha anh em. Mình bán cho anh em luôn cái đầu khẩu này, đầu khẩu chợ nè nha. Tết tên gì không biết. Cái đầu này, cái đầu 19 chợ này mà còn in dép mini được nè. Mấy Trung Quốc này nó tài lắm, làm giả đẳng cấp lắm. Người Việt Nam mình không bao giờ sao bì được. Tổng chiều dài cái cây này thì cũng hơi dài nha. Ủa cha, nó dài tới 50 mấy luôn. 58 nha anh em. Cái này mình bán với giá 250, chưa phí ship. Ký thì cũng như thêm 10.000 đi, chuyển khoản thêm 10.000, 260 là có trên tay cái cây này nha. Khẩu 1/2.
thôi, nhanh lẹ mình bán vậy đi. 200 gửi chuyển khoảng 260 bao ship, nó có reset một vài nơi nha, không công không mẻ gì hết. Đây gia băng 003 nha, phải gia băng hôm nay mấy anh Trung Quốc nữa đây. Chơi những cây này rất chất lượng nha anh em, 250 một cây duy nhất. Tiếp theo là mình bán cho anh em cái cây, cây này hình như là cây khoan đây, khoan này, khoan mini, chẳng biết sao nó di cơ động khoan điện nha. Trăm con 85W này nha, con này than rời luôn nè anh em, than rời luôn nè. Con này mình chưa test nha, bán mùi vậy luôn, chờ đấu dây từng cây từng con nó rất mất thời gian. Ai thích mua mùi mình bán mua mùi luôn nha. Con này mình bán giá 230. Vậy có thể mình làm kẹp vô đồ về mình mua mài khuôn cũng được nha, cũng rất hay hay. Đây nè cái công tắc nó nè, không biết là cái công tắc đảo chiều hay gì kìa. 230.000 nha, con này rất nặng, cầm như rất nặng, cật đúng 1kg luôn. Rồi hết, có gì hôm nay 7, 8, 9, 10 có nhiều đó món thôi anh em. Rồi đó, để mai mốt mình chuẩn bị dọn nhà qua nhà căn nhà khác, để mai mốt có thể mình lên bán máy điện và máy pin sau nha. Tạm thời mình bán dọn kho bớt một số đồ linh kiện, đồ dụng cụ trong đây như đây thôi. Rồi anh em xem kỹ lại từng sản phẩm nha. Một tôi có số 1, số 2, số 3 là bộ qua thị, 3 cặp búa, 1, 2, 3, 3 cây kìm, cây 140, cây 100, kìm răng 140 nha, cây kìm MKK 120, kìm động lực mini. Bộ này 350, cặp búa này 230. Rồi hết. Rồi anh em xem kỹ mua cái gì cứ alo mình nha, không nhắn tin trên YouTube hay là nhắn tin trên điện thoại nha. Khi mình đăng clip lên là mình không có thời gian để xem tin nhắn của anh em nha, cho nên anh em chốt hàng trên tin nhắn đừng buồn phiền mình nha. Khi mình đã bán trực tiếp trên điện thoại, anh em cứ móc điện thoại ra mà điện trực tiếp mình nha. Nhiều khi những anh em khác điện thì máy bận, mình có thể mình điện lại nghe, chứ mình không có chốt hàng tin nhắn nha. Rồi xin chào tạm biệt.